Với giá mà trên 10 triệu cho một chiếc tai nghe chính hãng Vertu, đời mới nhất của Vertu cũng mới vừa ra đời. Một tai nghe chính hãng Vertu dành cho điện thoại cảm ứng Vertu. Và đây là chiếc tai nghe đẹp lắm, nhìn đã lắm, wow, sang lắm. Với sự kết hợp giữa phần kim loại đặc biệt của hãng Vertu này và phần da, và điểm nhấn là những sợi chỉ được làm nổi lên trên phần da. Nhìn như thế này thì có thể chúng ta sẽ không đoán được là cái gì, nhưng kỹ năng thao tác thì quý khách sẽ đoán được ngay. Đây là cái tai nghe, hai phần hai bên là hai cái tai nghe. Wow, nhìn lạ mà bóng, mà nhìn nó cao cấp, nhìn chất liệu đẹp quá. Cái hình dáng này chúng ta hầu như chưa có thấy trong loại tai nghe nào. Đây là loại tai nghe Vertu để dành phục vụ cho những dòng điện thoại cảm ứng mà cao cấp, cấu hình mạnh của Vertu chính hãng, dòng tai nghe chính hãng của Vertu, với cổng sạc Type C ở phía sau. Và đây là cái cục hộp tai nghe mà mình có thể sạc cho hai cái tai nghe. Đây, một cái, hai cái. Khi mà mình để vào đây á, thì ngay lập tức cái hộp này sẽ sạc cho từng cái tai nghe. Nhấn vào là giữ lại, muốn lấy ra mình chỉ việc nhấn vào là cái tai nghe sẽ trồi ra. Trên mỗi cái tai nghe cũng có biểu trưng, biểu tượng logo Vertu luôn. Khi sạc thì đèn sẽ tín hiệu màu đỏ. Và trên đây là hiển thị thông số pin của hộp sạc tai nghe này còn bao nhiêu. Với giá mà trên 10 triệu cho một chiếc tai nghe chính hãng Vertu kiểu dáng như thế này và chất liệu giá trị cao cấp như thế này, thì quý khách có chọn lựa hay không? Hãy để lại comment cho Kỳ Lăng nhé. Chiếc tai nghe chính hãng của Vertu với giao diện rất hiện đại và chất liệu rất là xa xỉ cao cấp từ hãng Vertu và kiểu dáng rất lạ. Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ phối bộ kết hợp này lại với nhau. Vertu Iron Flip với cấu hình mạnh, kiểu dáng dạng thanh, nắp gập. Và đây là chiếc điện thoại đời mới, dòng mới nhất của Vertu, kết hợp với cái tai nghe chính hãng của Vertu. Tai nghe cũng đời mới nhất của Vertu cũng mới vừa ra đời. Và kiểu dáng đẹp sang tinh tế này kết hợp với nhau là một bộ đôi sẽ rất hoàn hảo. Cái này rất hay, khác biệt với những cái tai nghe mà Kỳ Lăng đã từng sử dụng, là mấy tai nghe kia thì mình sẽ để cái tai nghe nào trái là bên trái mà phải bên phải, chứ để ngược không có được. Còn đây mình có thể hoán đổi hai bên này là hai bên hông nè, rồi thấy ra hai bên nè, đổi vị trí cho nhau vẫn để được luôn, nên chúng ta không cần để ý là phải đúng chỗ hay chưa. Đôi khi chúng ta để mà nếu như bắt buộc phải cái này là bên này, cái này là ở bên này, khi mà chúng ta để sai á, phải lấy để lại, thao tác nó vướng víu, mất thời gian, nên cái này rất là tiện lợi. Vâng, để sở hữu được chiếc tai nghe chính hãng Vertu mà quá đã như thế này thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng nhé. Một lần nữa Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.